Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Trung thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021. Xổ số miền Trung hôm nay có các đài Bình Định, Quảng Trị và đài Quảng Bình. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Trung. Đài 8, đài Bình Định 36, đài Quảng Trị 66, đài Quảng Bình 99. Đài 7, đài Bình Định 046, đài Quảng Trị 296, đài Quảng Bình 130. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.